Hello mọi người đã quay lại kênh của mình nhá. Hôm nay chúng ta sẽ chơi đấu trường chân lý. Sao nhiêu ra đây? Cái này có đi cọt không trường? Đi cọt đi. Mic ở ngoài nó hơi rè đó. Ok. Hello crew đại đế. Chị Google hello cả nhà. Hello Trường Sama. Hello Trường Sama. Đâu rồi? Hello. Đây, nghe thấy không? Ok. Yo. Đang xem gì bên đây nữa đấy Tân? Hả? Đang xem gì bên đây nữa đây? Đang bận gì bên đây nữa? Không, ý là bảo Tân đấy. Không thì qua đây chơi quay video các kiểu đi. Hôm nay có vẻ hơi ít video đấy. Sao đấy? Đợi 2 phút trường ơi. Đây, chắc lại muốn bỏ đây rồi đúng không? Để cho lên đây này. Căng nhở? Để thôi anh em chỉ qua đánh danh nào. Mà từ đăng đi. Huấn luyện viên cơ à? Huấn luyện viên hơi căng. Cô Hải. Đây. Thôi vô Tân ơi. Không còn cái gì hết luôn. Ok.
tùy mày, đấy để cho mày toàn quyền đó. Ngoan lắm em ạ. Ừ, thì mày úp úp tướng cái khác đấy, cái này mà úp bên kia rồi đấy. À, đấy lên những con này không lên con sau sẽ lên. Ừ, đó, đó. Theo lý thuyết là như thế đó. Lý thuyết là như vậy. Giờ lên 20 con này thì đủ căng đấy. À, còn cùng hũ của con này giờ không có skin nữa chứ, phải đái thật. Không có cung ấy, giờ gần cung lên con này lại không có skin cay. Skin SR gì đấy, nhìn lạ vậy. Có đâu ra mặc định mặc định mặc định đặt cơm ăn đi anh em. Không là xong cái này phải đi ăn nữa, chứ đói sắp xỉu rồi. Ừ. Ôi rồi, nhận một ấn lễ hội và một Zinix. Vương miện hộ pháp. Để coi coi. Anh em tới gì đây? À, một thằng phá thủ. Chỗ không có kinh cơ thì người độ không khí chế tạo ngay tại chỗ để một xin lát rồi chúng ta lại tiếp tục chơi xin phen nào. Long chứ. À, thằng kia được hai sách hiệu ấn không biết được ấn gì đây. Một ấn đấu sĩ, một ấn kim long bắt được heo. Thằng nào đây? Đấu sĩ kim long, không thịnh à? Nhầm đi anh. À, chọn hai ấn không liên quan vậy. Bắt lại với anh. À, thằng giết mấy con đi. Phải khổ mà. Đấy, 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 thằng nào bị đấm, đấy chưa? Thằng nào đấu không nào? Sẵn sàng đi anh em ơi. Em để cái an đi đét đây. Đặt ván này top 1 rồi. Sao đây? Sao biết? Có gì hot? Đó, lúc khi để an đi đét để ấn nhá. Xong chưa? Bên đấy xong chưa? Nhìn xem thử. Bên chưa? Ai ấn? Em phải ấn chứ, ai ấn? An đi đét, Adoro. Ừ. Kéo con chuột qua được không? Bật bật to màn hình lên đấy đi. Xong chưa? Rồi, 2, 3, độ. Hai. Hai. Đi anh em ơi. Kéo xuống đi anh em. Mắt không chỉ được bệnh. Phải cần thêm một cái ấn nữa. Sao không? Gì? Thằng nào nhìn có vẻ giống bạn mình đây.
Đạt à? Hello Đạt. Quay, ui lâu thế nhờ, toàn bọn lì đòn đánh nhau à? Ừ. Ui ôi, má. Căng đòn thế nhờ. Không cho. Sao? Em thích làm gì? Ai? Trên đỉnh xã hội thì phải chịu khó thôi em. Bài lại yếu rồi. Sàng anh em ơi. Bây giờ sẵn sàng chưa? Rồi vô đi. Ui thằng nào gặp ba cái sắc đây. Rác vàng đội hình à? Ăn kéo rồi chết luôn. Đây là chơi cờ caro. Có chứ, kéo xuống đi. Ui dồi, nãy giờ không ra con gì liên quan thế này. Thôi kệ, để cho luôn, cứ thắng thì thôi. Thắng thua gì như nhau. Tám đấu sĩ 7.000 máu và 700 máu là 1.500. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Đó, hãy hợp tân. Hãy hợp tân đấy. Ôi rồi, à, khỏe thế, có giết được con nào không đây? Sao, còn một ra có phú tượng, có vẻ khỏe đấy nhờ. Ừ, phải bắt chứ, chứ để sống ra sao được em. Ui rồi, vào URS rồi, thôi, tạm biệt đấy. Còn đập đi nữa đi, cú đớn yêu thương nào. Ờ, cái đô. Rồi thôi. Con gì nó hợp lý tí nhỉ? Bác sư không có ở đây, mày bảo con hợp pháp nó hợp lý tí. Nó đồ xấu thế nhỉ? Nó đồ đẹp đẹp tí coi nào. Ừ rồi, toàn ra đồ đẹp không ra tiền nữa này. Đánh bài đá hình mãn không xong như vậy đá được. Ăn kéo. Cái này cần không ta? Ừ, cái này có vẻ cần. Ừ, quá thiếu đồ luôn. À, bị nhốt đồ rồi anh em ơi. Em đi bị nhốt đồ rồi. Lì đòn đến ra kia lấy đồ thôi. Bán ít máu nè.
ít máu nha anh em nhé. Rồi, có kim long rồi. Sáu kim long rồi. Ui dồi, nó khỏe thế. Giờ đã rồng vọt các kiểu rồi. Rồi chịu rồi, thằng này chịu rồi. Thằng này không đánh lại, không đánh nổi rồi. Lo dịch thằng chờ Pandora. Bịp hay sao nhở? Hay là bịp ta? Chỉ có bịp nữa nó mới như thế này thôi. Bịp không? Chắc chắn là bịp. Đây. Đây, hello.
Hello trường sao mà. Hello crew đại đế. Thằng nào lại ấn ám long luôn rồi. Chị Google hello cả nhà. Chưa mà chơi ám long rồi chưa? Mà phải chơi huyễn long chứ. À chả biết anh chơi con gì. Tại sao mình lại ấn huyễn long? Lên đi. À lại ấn ám long. Lại ấn ám long còn đánh người nữa. Đấm liên tục luôn. Fighting is my first language. No prison can hold me. Đủ 8 đấu sĩ rồi. Nhưng mà chúng tôi thiếu Sipen. Làm gì đây? Chúng ta eco tiền tiếp à? Chữ con nào cho nét tạm rồi. À, quả này máu thì nhiều mà đam thì không có rồi. Đúng kiểu à, đúng kiểu bao cát di động rồi. Ờ, sẵn sàng đi anh em ơi. Rồi vào đi. Lạch rồi, bên kia lạch rồi, hỉ đi. Ủa thằng nào kéo rồi. Ôi đồ ơi, chơi vậy thì chết rồi. Nó đâu rồi? Chết luôn rồi, thì thôi chơi vậy thì chết rồi. À, vừa mới lên khỏe tí thì đấm luôn ạ. Đấm y thôi chứ đấm nhiều quá chịu không nổi. Ôi đồ ơi, sắp chết rồi, sắp đi rồi, sắp cút luôn. Cút rồi, 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 cút, cút, cút. Cút rồi. Ừ đây, sức mạnh khổng lồ. Rôn đi. Đây rồi. Đây rồi. Sự, này nó vậy ạ. Sự comeback của anything. Để làm gì tiếp người ta. Cái này phải lên 9 cho được 8 đô sĩ mình. Đây là 9 không? Mình có lên được 9 không ta? Mình có lên được 9 không ta? Thôi bỏ mấy con đầu kia rồi đi, tích tiền, tích tiền. Trước khi lên 9 thì phải sống ở 8 đã. À, có đấu sĩ mà không ghép được cho con đấu sĩ này. Con gì kích bớt hệ nhỉ? Không lấy gì mà kích bớt hệ được ta? Ờ, thôi làm nhẹ cái gọi gọi cá tên thổi gà với được đã.
hello. Thì anh chơi đấu sĩ mà. Nhưng mà anh yếu lắm, cho anh đánh một tí đi, cú đấm yêu thôi. Anh hứa là anh chỉ đánh một tí thôi. Bao nhiêu đồ ngon không lấy được. Bao nhiêu đồ ngon đã bị bỏ qua. Để các chị có cái rô lâu là đẹp không? Lên 8 chứ lên 7 khác gì lên 6 đâu. Sẵn sàng đi em ơi, vô đần đi. Sẵn sàng chưa, sẵn sàng chưa? Rồi vô đi. Ôi, thế đã tỉnh dậy. Đặt cơm ăn thế không? Rồng nào vứt rồng đấy thì chịu, vứt cho anh hai con non ra thì được. Hai con non này à? Ừ. Giờ không cần nữa, giờ chúng ta làm gì đây? Nó phải làm gì và được gì? Ui đồ ôi, thằng Thịnh nó cháy thế nhờ, nó chưa chết nữa. Ôi trường thì nhà trường nuôi rồng à trường? Đừng bắt con si phen của tao nhá trường ơi, đừng bắt si phen, con si phen yếu lắm, đừng có chơi. Đừng bắt con khác đi, đừng bắt con si phen. Cho Hải Châu đi, mày đừng bắt con si phen, bắt mấy con kia đi, si phen yếu lắm, không đáng để mày chơi đâu. Ui rồi si kéo gì đây? Ui rồi mà mày chơi game may mắn là thằng chó. Hả? Mèo hả? Skin hết kìa, từ từ đó. Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Ui má, không để ý, không lóc rồi. Thằng nào, Luffy ở giữa, hết rồi đây. Lấy con nào đánh tạm đi. Hết vịt, hết Magadet là xong đấy. Được chưa? Rồi, vô đi.
sức mạnh khổng lồ. Đạt đi à? Má rồng 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 rồng. Nhưng mà không. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Lùi đi anh em. À, cứ không kịp kéo ra. Ôi, thằng nào có rồng 2 kìa. Mà không, nó đâu chơi thượng long đâu. Thằng Hiya Luffy có rồng kìa, mà nó chơi thượng long. Xem còn bún đậu hay bún cháo gì đấy. Hay là xong, thì có xong nốt tập này anh em mình ra ngoài ăn cũng được. Thằng Hiya Luffy này má nó khỏe rồi. Một tí thôi đạt ơi. Ôi má gặp ngay thằng Thịnh nữa chưa. Má thằng Thịnh nó cháy quá, nó chưa bị dập kìa anh em. Ai dập nó đây? Nhưng không sao, với sức mạnh khổng lồ anh sẽ đánh hết. Sức mạnh khổng lồ. Rồng 3 cũng thế rồi. Gấu 3 cũng thế rồi. Rồng 3, gấu 3 gì đánh hết. Ủa? Ủa? Sai nhỉ? Ủa? Sai đấy. Nó con này nó cứ đánh thằng nào vậy? Đánh sao đi anh em ơi. Tạo đầu tiên anh là một phạm chủ khác rồi. Đi. Đi chưa? Đấy cái gì ta? À, thằng nào lấy bút rồng rồi? Bảo trưởng lấy bút rồng mình rồi. Không sao, hãy sẽ lấy cái ghe ke làm chiếc xe siêu tốc đấy. Rồi vô này em ơi, sẵn sàng đi anh em. Chưa à, đi sao mình lấy đi. Bỏ chó chưa, rồi vô đi, vô đi. Tưởng chơi nuôi rồng rồi. Chi xe hại. Chi xe hại. Chi xe. Nó sẽ ra con này ta, nó ra con bạc rồi. Nó sẽ mua bạc cũng được. Ôi ma chết mẹ rồi. Ui không lốc chiến trường luôn. À, cày đi. Ừ hay, lốc con rồng này cũng được. Sức mạnh của rồng thần. 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 Sức mạnh của rồng thần chưa trưởng. Mạnh phải đi. Rồng thần kiện ta đi rồi. Mày thấy sức mạnh của rồng thần chưa? Từ từ đã, phải sống được thêm một round nữa. Một round nữa. Ừ, mà hai Luffy này cháy quá. Hai Luffy với tôi à? Lốc lên. Đi. Bố mày lốc được mày rồi, mày đi. Bố mày lốc được con rồng của mày rồi. Quá wow, chết mẹ rồi, nó không tu chú con rồng rồi. Nhưng không sao, Chi Feng làm hết. Chi Feng đánh nó, đánh nó đi. Ừ.
cũng chỉ là cái mác thôi. Nu nu ba này. Đi từ... Anh Hải của các em giờ sao đi nổi nữa? Anh Hải của các em giờ sao mà đi nổi nữa? Lấy con này về lên hai cho bút máu. Sẵn sàng đi anh em ơi. Từ Kaido. Ở vô đi. Máy chiếu à? Rồi sau thì rank 2. Ra máy chiếu à? Máy chiếu thì cũng được nhỉ. Bố chiếu vào đâu vậy? Bố chiếu vào đâu vậy? Đi. Má lên cả đồng chí với sức mạnh khổng lồ mạnh vãi. Kim Long giàu lắm mà thôi nhưng đã quá muộn cho lời xin lỗi thôi. Tập thêm một cái thế. Thêm công thêm đi. Ủa cái công thêm đâu à? Thế này thế ơi. Xem có công thêm không? Em không thấy nhờ. Đây này em. Giáo không thấy nhờ. Ừ em chạy đi đâu hả? Không có cơm thêm thôi chứ không cần gà thêm nữa. Ừ mà thế nào ai cũng có phần. Ui tôi sao rồi á, nó chơi chín các bạn có ấn luôn kìa, có đồ ấn. Lấy gì ra? lấy ba cho tăng năng lượng nha. Đó, có đồ có ấn luôn. Cho thằng em có ấn thì nó sẽ làm được những gì nào? À, để xem thằng em có tí kim long thì nó sẽ làm được gì nào? Có con nào? Ừ. Bỏ đồ con nào?
vãi đái, bỏ đồ vô xây ra không bỏ. Xây ra kìa, xây ra đam sau không bỏ con xây ra này. Thôi để anh lốc lên đó, sợ quá. Không bỏ con xây ra này, nó có tốc đánh đồ các kiểu, nó đánh nhanh hơn nữa, kích vô địch nhanh hơn nhá. Nhưng mà thôi. Ai đi. Không đâu những phải khỏe đấy. Ai đi, nhìn mặt anh giống đi không? Nhìn mặt anh có giống đi không? Nhìn mặt anh có giống đi không? Bỏ xây ra là win rồi đó. Ông trời ơi. Ơ chuyên dung rồi. Bắt tay đi má, thằng chó đỏ này không thắng được mình thì còn ai thắng được mình ta? Chó đỏ nó đánh kỹ năng chó đỏ. Chó đỏ. Được rồi. Má level 5 level 6 nhìn qua thấy có con rồng chim long đấy. Má nó mắc dầu luôn á. Chuyên dung người đàn ông vô địch. Vô địch. Vô địch. Đánh đòn đánh thứ tư là nó sát thương nó to đùng luôn, 9000 mấy sát thương với cộng thêm cái gì đấy, sẵn sàng hết chưa? Yo. Rồi. Anh Bình chưa sẵn sàng. Bình chưa sẵn sàng đi anh em. Sẵn sàng ngay. Rồi. Rồi chưa? Xem bao nhiêu trận rồi? Xong cái đổi nhá. Có cái phần mềm mua da biết không? Cái đấy. Nhận đấy. Mua một phần mềm giúp cho các bạn là VTV kéo. Phần mềm có biệt phân nên biết nhá. Những người like trên đó xong là người ta sẽ donate xong là tổng khoảng cuối tháng là tiền donate cho nó. Fight or make room for those we win. I'm not even breaking a sweat. Down.
going gets tough, you call bro. Thank you.